Sáng nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược dự án Grammar Q Hội An cùng Tập đoàn Quản lý Vận hành Khách sạn hàng đầu thế giới Accor và các đối tác lớn trong các lĩnh vực tài chính, dịch vụ công nghệ, tư vấn và quản lý bán hàng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đã tham dự và chứng kiến lễ ký kết. Theo thỏa thuận hợp tác, tập đoàn Accor sẽ là đơn vị quản lý vận hành 118 căn villa và 785 phòng, trong đó có 392 phòng khách sạn và 393 căn hộ du lịch. Dự kiến khu nghỉ dưỡng sẽ đi vào vận hành vào quý 1 năm 2023. Grandmark Kiêu Hội An là quần thể khu du lịch bất động sản nghỉ dưỡng khách sạn và du lịch, được xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, tọa lạc tại xã Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đánh giá cao nỗ lực của nhà đầu tư với mục tiêu đầu tư một khu du lịch chuẩn 5 sao quốc tế do tập đoàn Accor vận hành. Phó Chủ tịch Hồ Quang Bửu cũng kỳ vọng dự án sẽ góp phần bổ sung đa dạng các sản phẩm du lịch phân khúc cao cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói chung và địa bàn Hội An nói riêng, đồng thời góp phần phát triển kinh tế của địa phương, tạo sức hút đối với khách du lịch trong và ngoài nước đến với Quảng Nam Hội An.